Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn chúng ta đang mưa và bão. Sài Gòn mưa bão trong cơn bão số 3 này. Chúng ta đang ở đây là chợ rau cải Cô Bắc. Chợ rau cải ở đường Cô Bắc á. Ngày xưa thì ở chợ này bán rất là nhiều rau cải, như là cái chợ đầu mối hôm bữa chúng ta đi ở quận 12 đó. Nhưng mà ngày nay thì không có còn nữa ha. Ngày xưa thì những cái hình ảnh lụp xụp rồi lầy lội, thì hôm nay những hình ảnh lầy lội đó không còn nữa, và chúng ta thấy một cái cảnh chợ rất là vắng do là trời mưa. Sài Gòn bây giờ mưa đang lâm râm mình lắc lắc mà. Thì em cũng đang mặc áo mưa đây. Sẵn hôm nay trên đường đi làm gửi một số hình ảnh ở chợ Cô Giang gửi đến các anh chị và các bạn chúng ta có dịp nhìn lại. Khúc này bán hành, tỏi, gừng, nghệ, ớt, chanh, xà lách, ớt băm, những cái rau cải. Ở đây thì bán sỉ thôi, thì cũng có bán lẻ nữa, nhưng mà không quá lớn bằng cái chợ đầu mối quận 12 hôm bữa. Chợ đầu mối Hóc Môn thì chuyên giống như là tập hợp của những cái người buôn bán ở chợ rau Mai Xuân Thưởng ngày xưa đó, tập trung ra đó, và một số tiểu thương ở các chợ khác cũng tập trung về đó luôn. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận 4, đó là cầu Ông Lãnh. Thì tới đây chúng ta sẽ quẹo chợ trái đường Cô Giang nha. Sẵn coi hình ảnh ở chợ Cô Giang trời mưa bà con buôn bán như thế nào ha. Ngay đây là cái sạp chanh trái cây của cô sạp 53 bên tay phải mà. Rồi chúng ta sẽ quẹo qua đường Cô Giang nha. Với cái chợ này thì chắc có lẽ sẽ không còn lâu nữa trong một thời gian sắp tới, tại vì hình như có cái phương án giải tỏa vào tháng 10 này, 1-2 tháng nữa thôi. Sài Gòn mưa thì bà con bán buôn rất là khó khăn ha. Mình nhìn thấy chợ rất là vắng, các quầy hàng rau cải rồi không có đông người mua. Vì thường Sài Gòn nếu mà mưa người ta sẽ ở nhà ăn đồ ăn còn lại, và hoặc là đi ra ngoài ăn, chứ trời mưa người ta cũng ngại đi mua nữa. Bưởi da xanh 100.000 một trái. Mỗi ngày cái khúc này chạy xe rất là khó khăn nè, nhưng mà nay mình chạy rất là thoải mái là hiểu rồi ha. Đây là giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Chúng ta vẫn đi thẳng đường Cô Giang nha. Để xem coi có gì ăn sáng rồi mình mua luôn, coi món nào hợp nhãn không. Khúc này ngày xưa có chung cư Cô Giang nè. Bên tay phải chúng ta có một cái dãy nhà, nhưng mà cái dãy nhà đó thì đã không còn nữa ha. Cũng có một số cô chú anh chị yêu cầu em tìm đến cái số nhà đó, nhưng mà cái số nhà đó nằm ở cái khu giải tỏa này,
nên thành ra bây giờ còn lại những cái mái tôn thì thôi, không có tìm ra được. Trước cửa mì ông Điếc nha. Mì ông Điếc ngày xưa bữa ông có review với cô chú anh chị các bạn xem rồi đó. Là buổi sáng có cô bán mì xào. Lấy con hai phần chai. Ủa có mặn nữa hả con? Mặn mặn là gì? Trứng hả? À, thì là một mặn một chai đi. Nhiêu tiền con? Vừa bán cực hay không? Hả? Không cay đi. Giá tiền mà tiếp tục nha. À, mua hai hộp, một hộp cho anh Lộc, một hộp thì em ăn. Sẵn chia sẻ bà con một số hình ảnh ở ngôi chợ thân thương này vào lúc Sài Gòn mưa bão, trong cơn bão số 3 này thì các ngành hàng mua bán đều rất là khó khăn. Đối diện chúng ta đó là cái hẻm nhỏ nhỏ đi ra đường Phát Diệm luôn đó. Hẻm cái bên nhà xanh xanh đó. Rồi mình sẽ quẹo trái đi ra bến Trương Dương. Và mình đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay. Bên tay trái chúng ta đó là phở Ngọc hay là phở Lực Sĩ đó.
mưa Sài Gòn có một cái màu khác ha. Cái màu xám xịt, không có trong tươi như lúc trời nắng. Nếu mà cái màu này mà ở nước ngoài thì sẽ nổi lên một cái cảnh những cái tòa nhà, những cái building. Còn Việt Nam thì chúng ta thấy những cái sắc màu của áo mưa. Ở nước ngoài thì những cái sắc màu của xe hơi và cái cảnh building. Trương Dương phát diệm ngày xưa đó, Trần Đình Thu phát diệm đó. Rồi chúng ta sẽ chạy lên cái cầu, cái cầu cầu kho ngày xưa nha. Thì cái cầu kho đó thì bây giờ không có còn nữa ha. Nhưng mà đi để cùng chú anh chị mình cập nhật hình ảnh Sài Gòn ngày xưa. Nếu mà đã lâu rồi chúng ta không có về Sài Gòn thì cũng có cái để mình xem Sài Gòn đổi thay như thế nào. À, mình sẽ quẹo trái lên cái trước cửa trường Hàm Tử, có không trường Trương Dương. Tại vì khúc bên Hàm Tử kia cũng có một cái ngôi trường. Đó, trước cửa trường Trương Dương đây, ngày xưa ở đây có cây cầu này. Trường tiểu học Trương Dương. Và cái con rạch ngày xưa bây giờ là cái con hẻm. Rồi hành trình chúng ta sẽ tạm dừng tại cái số 518 Võ Văn Kiệt này, cũng là cái hẻm số 4, đầu hẻm số 4 cầu kho. Gửi cô chú anh chị và các bạn một lần nữa xin chúc bà con mình lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Bánh mì đặt gồm đây. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.